Ý xử xử thiên ngày bốn ba hãy nghe và nhắc lại cách nói vậy xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản facebook rồi 那看来我也得注册一个脸书账号了 Mà Lái Wo 也得注册一个脸书账号了。那看来我也得注册一个脸书账号了。 那看来我也得注册一个脸书账号了。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũng vậy。也是。một hai câu thôi。一两句而已。 người của nơi nào ở Trung Quốc？中国哪个地方的人？中国哪个地方的人？hình như gọi là đại học sư phạm Quảng Tây，好像叫广西师范大学。 giáo viên của hội quán Tam Thế. Tam sư hội sư. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, nguyên Ồ, Đợi một chút tầng ý facebook không tiện lẻn su biển nên mình còn chưa cài đặt số ì của an người việt nam đại bộ phận đều người việt nam phần lớn đều 越南人大部分都。